chúc bạn may mắn lần sau. Không trúng. Chúc bạn may mắn lần sau. Không trúng. Chúc bạn may mắn. Gấp vào đây. Rồi sau đó nhét vào chiếc cao su này. Lại nhét vào chiếc túi bóng này. Dán vào đây. Wow. Như thế này bán hàng không bao giờ là sợ bị lỗ luôn. Ê mọi người, lại đây đi. Hôm nay anh có cái trò này chơi cực kỳ là hay luôn. Đâu, cho gì? Đây này, chính là trò chơi mua kẹo cao su. Trúng thưởng tiền thật, chỉ với 10.000 đồng là các bạn mua được một chiếc kẹo cao su. Và có cơ hội trúng giải cao nhất là 10.000 đồng, giải thấp nhất là 1.000 đồng. Khiếp, kẹo cao su thì tận 10.000 một cái. 10.000 một cái mà trúng giải 10.000, thế thì có mà hòa à? Anh Trung nói đúng rồi đấy, anh thắng mà không bán rẻ là bọn em đi chỗ khác chơi đấy. Thôi được rồi, lẻ tình nhà, anh em mình gần nhau. Nên là bây giờ anh sẽ bớt còn 5.000 một cái kẹo cao su. Thế thì bán cho em 4 cái. Ok, mang tiền đây, mình cũng mua 4 cái. Hay quá, đắt hàng quá. Em chỉ mua 2 cái thôi. Mua 2 cái, mua 4 cái đi. Không, em chỉ mua 2 cái thôi. Thế thì mang đây anh xin. Ui, đặt hàng quá, sáng sớm người ta đã bán được 9 cái kẹo cao su. Còn lại được nhiều tiền nữa. Đi ra. Ấy nhưng mà tư không là hỏng hết quay bây giờ. Đi ra đi, đấy. Ngoài ra không là hỏng hết quay rồi. Đứt hết rồi. Một, mỗi người giật đi ra nha. Ai mua 4 cái, giật 4 cái, chúng mày giật đợi. Rồi, 2 cái rồi. Ngoài được 5 cái sao thì nhiều thế. Thôi giật cái gì mà nhiều của anh thế. Thôi. Đây. Ngọc Anh giật cái gì mà nhiều của anh thế. 1, 2, 3, 4. Đấy, em có lươn lẹo đâu, em giật đúng 4 cái mà. Kiểu gì tờ 10.000 kia cũng vào tay mình rồi. Số 22. Số 22. Không có số 22. Không có số 22. Bóc cái khác đi, chúc bạn may mắn lần sau rồi. Trời ơi, không có thảo nào, cái này cũng trúng luôn. Số bao nhiêu vậy? Số 54. Ở đây có 54 không? Không có 54, chỉ có 74 thôi. Chúc bạn may mắn lần sau đi. Trời ơi, đen quá. Đây là cái thứ 3. Số bao nhiêu? Chúc bạn may mắn lần sau. Lại không trúng rồi. Làm sao mà trúng được của mình? Không trúng, cái cuối cùng. Chán quá, lại không trúng. Số bao nhiêu đây? Số 77. Ở đây có 77 không? Không có 77. Thôi, chúc bạn may mắn lần sau rồi. Ngọc Anh sáng đi không rửa tay à? Mà mua 4 cái, bóc 4 cái, không cái nào trúng. Xem anh bóc đây này. Kiểu gì là cũng trúng cho mà coi. Chắc là không trúng đâu. Số bao nhiêu đây? Số 95. 95, có 95 không? Không có 95 đâu. Bóc cái khác đi, nhanh lên. Tốn thời gian quá. Bóc cái thứ hai. Số bao nhiêu? Số bao nhiêu đây? Số mặt kia mà, chứ phải là mặt này đâu. Đấy là cái mặt linh tinh đấy. Số 57. Số 57. 57, có 57 không? Không có 57, chỉ có 75 thôi. Giỏi ơi, chắc là Trung lúc sáng cũng không đi rửa tay rồi, đen lắm. Bóc cái thứ ba. Cái thứ ba. Số 14. 14, không có 14 nha. Không có 14, không có 14. Trời ơi, đen hết nhỉ. Số 90. Số 90 cũng không có số 90 đâu. Rồi ơi, đúng là không rửa tay còn chê Ngọc Anh. Đúng là hai người đen như này còn chê nhau. Nhìn mình bóc này. Số bao nhiêu? Số 42. 42, không có 42. Rồi ơi, không ai trúng rồi. Mấy bàn tay đen quá. Thôi, chúc may mắn lần sau nha. Lần sau có tiền lại đến đây nha. Khoan đã, mình có thấy nghi. Đúng rồi đấy, mua 10 cái mà không trúng một cái nào. Kiểu gì là cũng có vấn đề. Đây, anh còn ít tiền. Bây giờ ra thử, lại biết ngay. Thằng Y Tê ơi, bán cho mình hết cái chỗ kẹo cao su đi. Mình có nhiều tiền lắm. Ui, hôm nay đúng là gặp mấy đứa em tốt. Bao nhiêu tiền đây? 150.000 à? Đây, bán hết cho cả chỗ này luôn. Đây, mấy đứa cầm đi chơi đi nha. Ê, mình xin. Không trúng. Thế anh Trung có trúng không? Không trúng. Thế còn Ngọc Lan có trúng không? Em cũng không trúng. Lạ nhỉ, mua hết sạch cao su rồi mà bác vẫn không trúng. Lạ nhỉ, chắc chắn là chúng mình bị lừa rồi, phải đi tìm anh thắng ngay. 10, 20, 50, 100. Ui, một ngày mà đã kiếm được 150.000 như thế này, 10 ngày là sẽ được 1.500.000, 100 ngày là sẽ được 15 triệu luôn. Nếu kiếm tiền cái đà này thì mới mà thành đại gia. Bán hàng kiểu gì mà bóc hết cao su mà không trúng cái nào? Anh bán hàng như là lừa đảo rồi. Lừa cái gì mà lừa? Đây này, người ta đã bán hết. Thế đây, tiền đây. Bây giờ cái chỗ tiền này là của bọn em rồi. Lừa cái gì mà lừa? Có tiền rồi lại còn ra đây đòi thêm nữa. Bây giờ bóc hết sạch cái chỗ cao su này ra mà không trúng thì giật mấy cái chỗ tiền này ra mà tiêu lại còn 5 chuyện. Ừ, anh thằng nói cũng có lý đấy.
Cũng đúng đấy. Thôi thôi thôi, ba anh em mình đi về thôi. Từ 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 từ, khoan đã. Quay lại, quay lại, quay lại. Thế còn cái gì nữa mà chưa về được? Đã mất công sang đây chơi rồi, bây giờ có bốn người, hay là bọn mình chơi thử thách gì đi? Bốn người như này chơi nó mới vui. Thôi thôi thôi, thử thách lại bị lừa, sợ lắm. Lừa cái gì mà lừa, đã gọi là thử thách chơi với nhau rồi thì làm gì có cái gì mà lừa nhau. Ok, nhưng mà là thử thách gì? Đó chính là thử thách vẽ. Nhưng mà vẽ cái gì mới được? Thì bây giờ đang hot nhân vật gì thì tụi mình thử thách vẽ nhân vật đó. Thế bây giờ đang hot nhân vật gì? Đây này, bây giờ anh em tụi mình sẽ vẽ nhân vật đó chính là anh Spiderman. Nhưng mà đây là Spiderman nâng cấp luôn. Wow. Nhìn thấy chưa? Ngầu chưa? What? Ui, khó như này thì ai mà vẽ được? Khó thì mới gọi là thử thách chứ. Chứ bây giờ bảo vẽ con gà hay là con vịt, ai mà chả vẽ được. Cái anh Spiderman này vẽ khó lắm, nên là bây giờ mình sẽ vẽ thử. Còn em sẽ vẽ một con thỏ á. Em vẽ gà đi. Vì năm nay là năm con mèo, nên là mình sẽ vẽ con mèo. Ui giời ơi, làm gì mà phải vẽ thử. Nhìn anh đây này, bây giờ là anh sẽ vẽ thật cái anh Spiderman này luôn. Vẽ anh ấy đơn giản không ấy, anh ấy có 5 cái loa ở trên đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Cứ phát khảo như thế này là kiểu gì cũng ra anh Spiderman. Anh vẽ sắp xong rồi còn đâu nữa, bây giờ mới còn thử 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 đến bao giờ. Đấy là anh Thắng hôm nào cũng chơi game thì anh Thắng vẽ chả dễ. Ơ, thì bút chì chưa gọt thế này thì lấy cái gì mà vẽ? Ơ, của em cũng chưa gọt. Của mình cũng chưa gọt. Khổ quá, bút chì mà chưa gọt thì lấy gọt mà gọt, lại còn hỏi anh làm cái gì. Đây, gọt bút chì đây, cầm lấy mà gọt đi. Có thế mà cũng phải hỏi. Ui, thế thì Ngọc Anh gọt cho anh nữa. Thế Ngọc Anh cũng gọt cho mình nữa. Ok, thế 500 một cái. Ơ, cái bút chì này thì bị làm sao ấy nhỉ. Đấy, vẫn không được. Lại gãy rồi. Lại không được. Khả năng cái bút chì này hỏng rồi mọi người ạ. Ngọc Anh gọt bút chì xong chưa? Ơ, Ngọc Anh gọt bút chì có gì mà lâu thế? Đây đây, xong rồi đây. Khiếp, gọt bút chì mới đầu nó dài 20cm mà bây giờ còn đúng một mẫu như này thì vẽ cái gì nữa? Mình đọc vẽ thử thôi mà bức tranh của mình đẹp quá. Đây là một chú thỏ đang cầm củ cà rốt. Củ cà rốt này có màu da cam và chú thỏ này màu hồng, trông rất là cute. Ui giời, màu thì nhiều mà vẽ còn thỏ bé tí ra. Nhìn mình đây, mình vẽ con mèo to như này cơ mà. 5 con mèo nên là mình vẽ con mèo quá là hợp lý luôn. Con mèo của mình tuy nó mập mập nhưng mà trông nó rất dễ thương. Mèo gì mà nhìn như quả bầu ấy. À mà nhìn giống như người tiết hơn. Thế này chỉ chấm cho 10 điểm thôi. Vẽ thì bé mà cứ ngồi đấy mà chê. Con mèo càng béo thì tiền vào càng nhiều. Con mèo của mình nó có màu vàng trông hơi bị lỗi luôn. Ai như con thỏ lại tô màu hồng. BD cái gì mà BD? Con thỏ màu hồng thì trông nó mới cute chứ. Ui, nhìn con mèo màu vàng mà chả nói gì. Nhìn con gà của em đây. Ôi, gà gì thứ cả cố kìa. Ôi. Ui, con gà cái gì mà nhìn như kiểu là con lợn ấy mà. Ê, gà này là gà trống hay là gà mái hay là gà con mà đuôi không có mà cổ không có. Ngọc Anh vẽ kiểu gì thế? Mọi người cười cái gì mà to thế? Đây là con gà công nghiệp của em. Tại vì nó béo quá nên là không thấy cổ mới không thấy đuôi của nó. Con gà của em nó đang mổ thóc cái này, nó hay ăn như thế thì nó mới béo được chứ. Còn cái cánh của nó, mấy cái màu của nó đều có màu đỏ giống nhau. Khiếp, vẽ gà kiểu gì nhìn như là cái tên trần trâu ấy, lại còn đầu xanh đầu đỏ rồi cánh xanh cánh đỏ nữa. Các bạn nhớ chấm cho con gà của mình 100 điểm nhé. Thế con gà của anh Thắng đâu? Ờ, anh có vẽ thử như tụi em đâu, anh vẽ thật cơ mà. Làm gì có con gà con vịt. Nhìn đây này, anh vẽ thật Spiderman luôn. Tô xong viền đấy nha. Bây giờ chỉ còn tô màu đỏ áo này. Xong bắt đầu là tô loa này. Thế mới đẳng cấp chứ, vẽ thử mất thời gian mà chả được cái gì. Cứ bảo chấm 100 mới cả 1000 điểm. Có vẽ đúng chủ đề đâu mà ai chấm điểm được. Bức tranh của mình mới là đẹp nhất. Bức tranh của mình phải được 100 điểm. Bức tranh của mình phải được 1000 điểm. Của mình phải được 10000 điểm. Đấy, mấy bạn thấy không? Team của mình ngày đầu làm việc với nhau mà bây giờ cứ tranh nhau. Nên là Thắng vừa nghĩ ra một cái ý tưởng cực kỳ là hay luôn. Đó là bây giờ cả 4 người sẽ tự hoàn thành một bức tranh. Không phải như lúc nãy mỗi người chỉ vẽ một bức tranh. Bây giờ cả 4 người sẽ vẽ duy nhất một bức tranh to như thế này. Vẽ riêng một bức tranh thì dễ rồi, nhưng mà để vẽ chung một bức tranh ấy thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Mỗi người sẽ vẽ một bộ phận, cả 4 người vẽ đẹp thì bức tranh tổng thể nó mới đẹp được. Ồ, nhưng mà giấy to như này thì vẽ cái gì được? Bây giờ cả bốn mình sẽ vẽ anh Titan, Hacker, PC Man. Đây, bây giờ mọi người chọn đi. Ai vẽ đầu, ai vẽ thân, ai vẽ chân, ai vẽ tay? Em chọn vẽ đầu. Em chọn vẽ thân. Mình sẽ vẽ chân. Ờ, thế còn mình sẽ vẽ cái gì nhở? Ui, khó thế nhờ. Còn hai cái tay lại còn để cho mình vẽ nữa. Hai cái tay này là nhiều chi tiết lắm này. Nhưng mà thôi không sao, với khả năng làm đại ca thì kiểu gì tôi cũng vẽ được luôn. Đây này, đầu đây này, Ngọc Anh vẽ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khiếp, đầu gì tận 7 cái màn hình. Nhưng thôi không sao, đơn giản. Đây là một chiếc màn hình to nhất. Ở trên này sẽ có 3 cái màn hình. Ngọc Anh bị làm sao thế? 3 cái màn hình ở bên trên nó to như thế này mà lại vẽ bé như thế này.
thì bây giờ chỉ là phác thảo thôi. Ở bên này còn một cái màn hình to nữa, và ở bên này có hai cái màn hình nhỏ nữa. Đấy, chỉ vài giây thôi mình đã vẽ xong rồi. Thôi xong rồi, Ngọc Anh đi ra đi để mình thể hiện. Một đường như này, một đường như này, một đường như này, một đường như này. Thế là hoàn thành xong cái thân rồi. À quên, mình phải vẽ cái áo bên trong trước. Một đường bên trái, một đường bên phải. Thế là đã có cái áo bên trong rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ cái cổ bên trái và cổ bên phải. May là mình thông minh, mình chọn cái thân vẽ quá là đơn giản luôn. Xong rồi thì đi ra đi, cho người ta còn vẽ. Cái chân quá là đơn giản luôn. Thắt lưng này, thắt lưng này. Còn cái chân chỉ cần lối từ đây xuống đây, xong rồi vòng lên, xong lại xuống đây, xong lại vòng lên đây. Thế là đã xong phần chân rồi. Thấy chưa, còn nhanh hơn cả Ngọc Lan và Ngọc Anh nữa. Khiếp, mấy cái người này vẽ kiểu gì mà chả ra cái anh PC man gì cả. Thôi để mình sửa lại tổng thể mới được, chứ vẽ xấu như này không giống. Trước hết là phải vẽ cánh tay bên trái đã. Thẳng đây, xuống dưới này, xong lên trên này, lên trên này. Như thế này là đã thành một cái cánh tay rồi. Cái bàn tay mới đáng sợ này, bàn tay nhận hoắt luôn. Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón, năm ngón. Và cái cánh tay bên phải, cánh tay bên phải thì sẽ có một chiếc bàn phím. Xuống dưới này, bàn phím hình vuông. Xuống dưới này, xuống dưới này, lên đây, xuống, xuống. Uầy, mình vẽ quá là giống luôn. Bàn phím này, bàn phím này, bàn phím này, bàn phím này, bàn phím này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ơ, ai đem vào bức tranh mà có lốt chân, bẩn hết cả tranh rồi. Không phải mình. Không phải em. Không phải mình. Không phải ai. Thế thì cái lốt chân này là của ai? Ở đây có mỗi Ngọc Anh là không đi dép. Chắc chắn cái lốt chân đấy là của Ngọc Anh rồi. Đã bảo không phải của em rồi, đây đây. Đây đây, chân của em to hơn, nên là không phải chân của em. Lốt chân mà bé thì chắc chắn là của Ngọc Lan rồi. Không phải của em. Nhìn đây này, đã bảo là không phải rồi lại còn. Vết chân của em đột hoàn luôn. Thế thì chỉ có vết chân của Trung thôi. Giờ à, chân của mình là hơi bị to đấy. Không tin, nhìn đây này. Đấy, thấy chưa? Ký luôn cả vết cũ nhá. Không phải chân của mình, không phải chân của Ngọc Lan, không phải chân của anh Trung. Chắc chắn là vết chân của anh Thắng luôn. Làm sao mà phải của anh được. Anh lớn như thế này rồi, làm sao mà sống bẩn như mấy đứa. Nhìn đây này. Đấy, thấy chưa? Vừa y luôn. Chán quá, sao lớp chân này lại vừa mới chân mình được nhỉ. Cuối cùng thì tụi mình đã hoàn thành xong bức tranh Speed Command này rồi. Đây là của mình, và đây là bức tranh của mình. Ờ, nhưng mà bây giờ cả bốn cùng vẽ thì ai làm ban giám khảo? Ờ nhờ, đúng rồi. Thế thì thôi, ở đây anh là nhất, nên là anh sẽ làm ban giám khảo chấm điểm cho mấy đứa. Được rồi, bây giờ mọi người giơ bức tranh anh Speaker Man lên. Đây là của Lan đúng không? Đúng rồi, anh Thắng có thấy bức tranh của em đẹp không? Bức tranh của Lan nhìn cũng đẹp đấy, nhưng mà nghe có vẻ không cân đối. Người thì thân nó gầy gầy nhưng mà chân lại rất là béo luôn nhá. Đâu? Ủa, bên này là của Ngọc Anh đúng không? Đúng rồi anh Thắng, anh chấm cho em 1.000 điểm đi. Hình như là Ngọc Anh toàn thích vẽ người béo hay sao ấy. Lúc đấy vẽ cái con gà công nghiệp béo là béo, mà bây giờ vẽ anh siêu hùng Titan cũng béo như này thì làm sao mà đấm nhau được. Chắc là cái anh Speakerman này cũng là công nghiệp lốt. Người gì mà béo như này, chân thì lại bé tí, như hai cái ta mê tay cũng ngăn tút, thì này chắc là không đánh nhau được đâu. Còn cái loa này chắc là bị đứt dây điện rồi, không hát được đâu. Thôi xem bức tranh của mình đi. Bức tranh anh Speakerman của mình mới là đẳng cấp đây này. Nhìn thân hình nó phải cân đối như này chứ. À, nhìn cũng được phết đấy. Như thế này mới ra dáng chứ. Chân mới cả tay mới cả đầu này, nhìn cân đối to cơ bắp đấy. Kiếm mỗi tội là sao mà cả ba người đầu vẽ kiếm nó bị cụt vậy. Giấy nó hết rồi còn đâu. Cái bức tranh ngày hôm qua nó to quá, nên là tụi mình vẫn chưa hoàn thành xong. Phải sang tận ngày hôm nay đây này. Trung thì đang tô thắt lưng của anh PC, còn Ngọc Anh thì đang tô màn hình của anh PC. Em tô xong 7 cái màn hình rồi mà anh Thắng vẫn chưa cả tô viền xong. Làm ăn kiểu gì mà chậm chạp thế. Cái tô viền này là anh làm thêm, chứ không phải là tô viền là nhiệm vụ của anh đâu. Còn duy nhất mỗi một cái cánh tay bên tay phải này thôi là tô viền xong rồi. Đi xuống đây, xong bắt đầu là chéo lên trên này. Bên này sẽ là chiếc bàn phím. Đi thẳng xuống đây, bàn phím hình chữ nhật. Đi lên, sang bên này, rồi bên này. Như thế này là đã giống hình vuông rồi. Và đi thẳng lên đây nữa, lên trên này. Đã xong cái hình vuông của bàn phím. Và bây giờ là vẽ những cái lút lút của bàn phím đây này. Nhìn cái bàn phím con như này thôi nhưng mà rất là tốn mực luôn, bởi vì là cứ phải kè từng ô như thế này luôn. Đấy, nhìn đây này, đang tô bút nó hết mực thì lại phải lấy một cái bút màu khác, cái bút màu xanh này còn nổi hơn. Bên dưới này sẽ là cái bàn tay nhọn hoắt, vòng hình cung, nhọn này, nhọn này, nhọn này. Đó, như thế này là đã xong cái bàn tay rồi.
Yeah. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã hoàn thành xong bức tranh anh PC Hacker Man. Cái đầu của anh này là mình vẽ và tô màu nha. Còn cái chân của anh này cũng là mình vẽ và tô màu nha. Cái cánh tay bên trái với cả bên phải là thằng vẽ với cả tô màu nha. Còn cái thân này là của Ngọc Lan nhưng mà Ngọc Lan đi học rồi. Bây giờ các bạn nhìn cả cái bức tranh này xem là có đẹp không. Các bạn nhớ chấm điểm cái bức tranh này nha. Đương nhiên là cái áo bên trong là màu xanh lá cây với cả màu đen, nhưng mà bọn mình hết mất màu đen rồi nên là phải tô tạm màu lâu. Còn đâu nhìn giống y hệt trong cái bức ảnh mẫu luôn. Từ cái bàn phím này, cái quả năng lượng của anh đấy này, và nhất là cái quả đầu màn hình máy tính này giống y hệt luôn. Tay em vẽ thì đã thế.